Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình khởi hành hơi trễ, 3 giờ chiều. Tại nay trời bão nè, mưa hoài à. Giờ này trời hơi ráo ráo à. Mình đi hơi trễ, đến cái bãi riêu này ha. Nước thì khoảng cỡ 2 gang tay thôi, nhưng mà ở trên mặt nó có riêu, cá nó cũng dạng ăn. Bây giờ thì đánh tới đâu hay tới đó thôi, tại bão này là mưa suốt luôn. Mới mưa tạnh xong đó, là mình đi rồi nhưng mà đi dọc đường bị mưa, mình đục mưa nên cũng chưa có câu được. Giờ câu tới đâu hay tới đó ha. Thời tiết thì không được đẹp. Giờ mình lại đây đánh góc đây trước nha. Rồi mình quýnh ra ngoài đó hay mọi người. Rồi mình vẫn sử dụng máy Seruna ha, 5.000 chiếc cần Metori. Rồi xin mời mọi người theo dõi ngay câu của mình nha. Trời bão hôm nay là gần 5 ngày rồi đó. Trời mưa suốt à, vừa mưa vừa gió nên hơi khó câu. Bão cá cũng chậm ăn lắm mọi người, hên xui à. Cá nó hình như là nó hơi chậm ăn một chút. Mà có gió nữa là thua. Dứt bão xong câu cá lại mới ngon ha. Nắng lên á, câu cá nó mạnh ăn hơn. À, nó không ăn rồi xin ơi. Nó không ăn rồi. Ý, mới nói táp rồi nè. Ừ, chín rồi. Lóc nhỏ. Lên con nha mọi người. Con đầu tiên. Ui, nó bay lên, nó mới tắt bóng á. Tôi thấy cái con nhái chạy trên riêu nè, nó không biết phương hướng chỗ nào á, nên nó bay lên, nó tắp hù. Ôi tát kìa. Ừ, mới tát nữa mà không trúng. Rong này nó hơi dày nha mọi người. Nó tát mà không trúng nhái. Nó không thấy làm sao á. Để mình rê chậm chút xíu. Một lát thế nào nó cũng tát lại nữa thôi à. Ăn này. Lo vô cỏ rồi, Xác biết cỏ rồi bạn ơi. Lên nha. Lên. Còn nữa.
cái con nãy nó táp hụt mà nó vô, nó theo vô tới trong đây luôn nè. Nhỏ cả con nãy nó táp hụt nãy mấy cái, giờ nó theo vô tới trong sát ở mấy cỏ mà ngay chỗ cái đường cống rồi luôn. Hai con nha mọi người. Ở đây nó có cái họng cống nè, nó thông với ở ngoài sông. Bây giờ là nước đang ròng, nước đang chảy ra. Cái đầm này thì nước nó cũng không có cao gì mấy đâu. Nếu mà nước lớn vô chắc nó cũng phải cỡ nửa thước nước thôi là hết mức à. Thường thường trung bình là nó cỡ gan hai gan tay. Rồi tiếp tục nha mọi người. Để đi xuống bậc thềm này nè. Quăng cho nó xa hơn. Càng sát với cỏ các bạn ơi. Lên nha. Lên. Con này bự nè. Wow. Con này cỡ nửa ký nha các bạn. Quá đã luôn. Con này hơi ốm. Để mình gỡ cá nha mọi người. Ba con rồi nha mọi người. Có nhớt rồi. Êm rồi đó. Tiếp thôi nha. Mấy cái bãi mà có rêu này nè. Mình câu á là con cá nằm ở dưới rêu á. Nó canh ngay chỗ nào mà có cái lỗ trống á. Mình kéo mồi ngang ngay cái lỗ trống đó là nó sẽ táp, nó nút á, nó gỉ xuống, nó canh ngồi sẵn á, chỗ nào mà rong hơi dày dày á, tự nhiên cái nó có cái lỗ trống chính giữa này nè, là mình kéo con mồi ngay cái lỗ trống á là nó sẽ táp liền. Ca. Xà lắm các bạn ơi. Tuốt ngoài mấy ngoài lận. Còn không? Còn. Lên nha các bạn. Lên. Còn chút cũng được. Bự ạ. Trời, con nãy dính ngay góc này. Trời, nhỏ hơn chút. Lên cá nè. Con này cũng cỡ 4 lạng ạ. À. 4 con rồi nha các bạn. Rồi để mình gỡ cá đây. Để mình đeo bao tay cho mình gỡ chứ không có bao tay khó gỡ quá. Nãy giờ ăn 4 cái là giật dính đủ 4 con luôn. Không có xảy cái nào. Ngọt ngào luôn. Lên cá đẹp luôn. Chưa có xảy cá nào hết. Đang mưa râm rồi. Đổ hộp rồi, râm rồi. Chưa biết tình hình sao đây nữa. Mưa lớn thì nghỉ, mai câu tiếp. Chín rồi á, chắc chắn luôn á. Lên không? Nãy giờ anh xin cũng có hàng. Phút bù giờ. Cũng trọng lắm á. Ê trọng à. Bùi quá lớn. Cỡ con mình nãy. Hả?
Bự chứ. Nãy nó tắt thâm bóng mấy cái. Ôi con này coi như chất lượng luôn nè. Chất lượng nhất trong mấy con của em luôn á. Mập nhất luôn. Mập luôn. Còn 4 lần á, 4 lần hơn á. Đã nha. Bù giờ. Hút bù giờ. Rồi nó ăn mập ú luôn. Bụng nó nóc luôn. Mưa tới luôn rồi. Hút bù giờ các bạn ơi. Mưa tới mình về luôn nha, ngày mai đi câu tiếp nha. Ôi. Cá bữa nay. Bữa nay được 4 con cá bự không à. Cá ngon lắm nha. Được 4 con. Cá bữa nay bự nha. 4 lạng 3 lạng không à. Mình được 4 con, anh xin được 1 con. Thôi về, chỉ mưa tới quá trời rồi. Mai đi tiếp. Rồi chào anh em nha, buổi sáng hôm nay mình đánh ở khu vực Phước Lại nha. Thời tiết thì vẫn bão bùng thôi. Mịt mù, gió nhiều, trời lạnh. Đi sáng này đi với Mạnh với Nút. Qua đi với anh Sinh. Trời gió quá. Trước mặt mình có cái bãi đẹp lắm. Không biết làm sao đây, cứ đánh. Hôm nay bão như 5-6 ngày, chưa hết. Trời bão này con cá hơi khó ăn. Có máy gì đẹp vậy ta. Đa hoa Trung Quốc. Anh Mạnh mới lên con nha mọi người. Trời ơi. Bự. Cái con hai. Có cảm giác được rồi. Cao. Đầm này nó dưới nước quốc. À, chắc không dính quá nó ngậm không à. Lên các bạn ơi. Điếc ngay mà nó ngậm nữa con nhái à. Ui, cá kỳ quá. Cá. Dính này, lần này không có sảy nữa đâu. Rồi, sảy nữa. Quá. Ôi, sảy hoài, nản luôn. Còn cá không đây? Lỗi các bạn ơi, thua rồi. Cạn không sao. Thôi còn cá, còn cá. Còn cá mà nó bị trỏ má đào. Sao ra ta? Lên này. Banh má đào luôn. Trời ơi, nãy mới thấy lượng con. Ở con này chắc chết rồi, lúc vô mang rồi. Rồi tiếp thôi. Muốn được con rồi. Sảy mấy cái rồi. Ồ, cá ăn. Cá không lớn. Cá đây ăn có nửa con nhái à. Đó. Đi dây rồi. Chạy vô rồi. Trời ơi, không dính luôn. Cá kỳ thiệt chứ. Nó ngậm không à.
vũ nó vậy mà nó còn không vô mồi nữa. Cá này có hai lạng các bạn ơi, không lớn. Một ca, ca. Vô quá, lên. Con nữa các bạn ơi. Quá khó câu quá. Gió mạnh quá chắc thôi mình về quá bạn ơi. Trời này khó câu quá, câu có cố gắng nữa cũng vậy. Thua. Đó mấy anh em đi ra Phước Lại về này chỉ có như đây thôi đó. Mà cá hôm nay cá ốc tiêu không. Ba con, rồi lát có than mình sẽ nướng luôn. Lát xử luôn. Câu cá mà có tôm sú. Cái con sò này là con sò gì anh Bảo? Con sò tộ. Sò tộ hả? Bự thằng dần luôn, cầm lên nó nặng, nãy mình có cầm đó. Con này nó nặng cũng 2-3 gram, 2 gram con. Nặng ấy nha, biết nó có thịt nhiều không? Thịt nhiều đó. Hai vỏ nặng đây. Thịt nhiều. Nó này nắng chúng lên rút ra, rút vô ta. Rút ra phải không? Đâu dút vô được. Trời nắng ấm ấm. Nó chưa chín đầu, nó hoa hồng chứ nó chưa chín. Chưa. Nó còn le cái lưỡi đó kìa. Đã nướng vừa chín rồi ốc ơi. Hãy thang thêm rồi. Thang thêm đi. Anh Mạnh mới chuẩn bị một cái thố mỡ hành để mình đẹp không, đẹp không? Bỏ vô. Đó, bỏ vô con sò. Con này mở rồi đó, nó quay nước quá nhiều nước rồi, tách được rồi đó, rồi teo rồi đó, rồi chín luôn rồi, teo luôn rồi, vô mấy hành là vừa ấy. Con này nước vào bạn để cho mấy hành này nóng, con nó chín luôn rồi, con nào cũng chín rồi, con nào chín luôn, nóng quá nóng gió dày ghê. Anh lấy cái thằng lên nút lấy ra ấy rồi ta bắt cái này xuống bạn ơi. Chín nhiều quá mất ngon. Đó, nó ra kìa. Cái nhượng nó còn. Dạ. Con không khô. Ồ, chín rồi. Chín. Nó vậy nó đẹp mà. Thường mấy cái nhiêu tròn này ha. Vô mỡ hành này. Cái này mình sẽ ăn chung với nước mắm ngọt nha. Có nước mắm không? Có chứ. Không có, có cái tẩy xanh xanh á. Cho cái bệnh đó anh. Đâu vô tắm đi. Không, mày bỏ vô ốc là nó sôi dữ. Này nó rất là giòn nha mọi người. Nước ngon, cực kỳ ngon.